đây là em đi mua đồ chứ không đồ phải đây là, không phải là sai gì hết. Đồ đây không phải là thiết yếu. Tôi yêu cầu ông đi ra đường, ông làm gì phải tính đáng. Cái này là không phải thiết yếu. Ông mua đồ không phải thiết yếu. Cái đây em đi mua. Ông mua đồ ăn mà thiết yếu gì? Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì? Em. Hả? Ý là em mua. Chem be này sao? Đi lại do yêu cầu công việc. Đây ông đi làm cái này là em đi mua về do anh bạn nó bị bệnh, nó bị sốt cho nên em mua. Thế là em không biết là cái đường này nó đang cấm. Rồi nó đi là ông đi thẳng trong cua đây làm cái gì? Đừng có biện minh lý do. Em đâu biết đâu hồi nãy em tính mới đi thẳng ông đi làm gì thì tôi bây giờ cái đó mình lên diễn ra phức tạp đang hoạt động thiết yếu không nằm trong ngành nghề phải dừng hoạt động vậy cũng đề nghị với giám cấp phép cho ông làm việc tại cái phía An Đại Thành chứng minh anh đâu không bị sắp xếp cho đó không đi vào nó gọi ngày không đúng hả hiện tại là nhà thầu thi công tại dự án sân bay resort khu vực Bãi Tiên mà ông ra đường ông đi mua thế này là đâu đúng hả? Là em cũng đâu có biết rồi cái chuyện đó hả? Không biết đúng không không biết tạm giữ giấy này là cái giấy tờ xe đâu kêu nó lấy giấy tờ xe trong lấy giờ này còn không biết tạm giữ chứng minh với lại giấy tờ xe của anh nha. Thì anh qua hết giãn cách xã hội lên ủy ban phường Vĩnh Hòa 98 Điện Phủ làm việc. Rồi di chuyển về. Gì đó. Em không biết nên em mới đi cái đường này nữa mà em biết mà. Không biết cái gì? Giờ này mà sao lại nói không biết trời. Không biết cái gì đâu, không biết cái gì cái đã người ta hỏi là không biết cái gì cái đã. Nhưng mà cái này em không biết là mấy anh không biết cái gì. Là em không biết là cái bây giờ ta hỏi là không biết cái gì. Cấm. Cái gì cấm? Đường này đâu cấm đâu. Tất cả con đường đều không cấm. Không cấm nhưng mà cấm rồi, cấm là yêu cầu ông em để tôi nói nghe cấm là yêu cầu ông phải ở nhà ông đi ra đường phải nhưng thật cần thiết em không có biết không là, biết đúng không không có biết em mới chạy ra là em mua đồ thôi rồi không biết tạm giữ không biết tạm giữ qua thời gian nhận cách lên phường làm việc là biết liền à nghe là biết liền anh làm việc gì xong được sao tự nhiên khi làm không người, người ta không biết thì mấy anh nói lần nhắc nhở lần sau cho nên có cái vụ dịch giờ ông nói câu không biết ông thấy gì đi. Rồi người ta đi ra đường rồi công an giao thông họ hỏi lại ủa hỏi anh giấy tờ xe của anh đâu bây giờ tôi phải giải thích làm sao gì hả anh không được biết đó mà anh quay tôi quay á tôi quay ông á nhưng mà cái này là em không em không biết nên thông cảm chỉ thị 16 giãn cách xã hội chứ thì 16 giờ cái xã hội bữa nay là bao nhiêu ngày rồi mà khi không biết em đi mua đồ đồ gì đi mua đồ đồ gì đây đồ trên xe đây đồ đây không cần thiết đồ đây là không phải thiết yếu đây là em đi mua đồ chứ đồ đây không phải là sai gì hết đồ đây không phải là thiết yếu tôi yêu cầu ông đi ra đường ông làm gì phải tính đáng cái này là không phải thiết yếu ông mua đồ không phải thiết yếu cái đây em đi mua ông mua đồ ăn mà thiết yếu gì ông mua bánh mì mà thiết yếu gì hả ý là em mua cái đồ người ngàn đưa em nhưng mà anh làm gì bắt em gì hả mình không được giữ giấy tờ của em vậy hả đúng không đúng không không được đúng không không được tao giữ cho tao giữ ra rồi xong rồi mày để mày đi kiện nha ok anh em xin lại giấy tờ em chấp hành đi em mình biết đi, nhưng mà em có sai đâu em có biết là ai đâu tại như em chỉ em bị con tay nọ đi làm gì em mình đi khẩu trang để chống nhưng mà chuyện em đâu nhưng mà cái đường này em không có biết là mấy anh ở đây hiện tại xe lưu động là kiểm tra tất cả mọi tuyến đường phát hiện trường hợp nào ra đường không cần thiết đều phải tiến hành kiểm tra chứ không phải riêng gì tuyến đường này đâu nha tụi này lên núi mới xuống mà sao vậy hết tất cả các tuyến đường luôn hả trên núi mới xuống đúng không à, mình biết phải trên núi xuống không dịch mình còn đeo khẩu trang mà sao mà mình không biết là trên núi Đắk Lắk à hả à. Đắk Lắk nè, Gia Lai nè, Buôn Mê Thuột nè gì đó, đều biết hết rồi. Đi tuần tra bên lực lượng tổ công tác là đi tuần tra các tuyến đường luôn, chứ phải riêng đường này đâu. Hả? Ông làm ở Chăm Ba à? Hả? Làm ở tại Vega City hả? Hay sao? Vậy là em làm công trình đó sáng sớm em phải có chứng minh để em được vào đó. Làm công trình Chăm Ba đúng không? Phải là ở công trình Vega City không? Dạ, phải đúng không? Rồi.
chính xác không? Dạ đúng rồi, nhưng mà làm nhà thầu nào? Có chứng minh để làm nhà thầu nào? Làm ở nhà thầu nào? Làm em làm ở ý tổ là nào? Em làm nhà thầu ở Ecoba. Ecoba. Công ty Ecoba. Công ty Ecoba là nhà thầu đang làm ở ngoài Trăm Ba. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng bây không? Giờ em không có chứng minh, làm sao mà em đi vô đó em làm? À rồi, rồi về Trăm Ba, mai cho mày nghỉ luôn á. Mai cho mày nghỉ luôn á. Ecoba đúng không? Rồi cho mình nghỉ luôn á. Em không có cái tờ giấy đó, làm sao em làm? Em không có chứng minh sao em làm? Rồi được rồi, hình ảnh này là ta gửi cho chỗ ông Lân. Với chỗ nghe là công ty VGCity sẽ làm cái trách nhiệm làm việc với chỗ nhà thầu của em. Em hiện nay em đang vi phạm về cái chỉ thị 16. Ủa em vi phạm đâu vi phạm? Em làm gì vi phạm? Em mới ra chạy gần đây, em chạy ra mua đồ cái trong em chạy vô. Cái việc của em đi ra đường em mua gì là không cần thiết, không có lý chính đáng, không có phải lý do chính đáng để em đi ra khỏi đường như vậy. Cho nên là tổ công tác mới tạm giữ giấy tờ của em. Còn em nói em khai em làm ở nhà thầu của Trăm Ba, mà nhà thầu Trăm Ba không có tuyên truyền cho em thì em sẽ làm việc với lại công ty VK City. Thì bây giờ em đâu có biết cái chuyện đó cho nên giờ không biết thì thôi, không biết tạm giữ đó, không biết tạm giữ giấy tờ xe đó. Rồi mời ông đi về, mời ông đi về. Còn đứng đó tôi tạm giữ cái xe luôn á. Tạm giữ xe luôn. Dắt đường thôi. Tạm giữ đi. Dắt đường thôi. Đụng vô xe thử đụng vào đi. Đúng rồi. Ta đụng vô luôn á. Dắt đi. Anh em dắt đi. Từ từ chạy xe tới anh. Em không có làm gì sai đâu mà tự nhiên giờ bắt em. Thách đố hả? Thách đố của tổ công tác. Anh chạy xe tới. Thách xe ơi. Tạm giữ xe này luôn. Nghiêm chỉnh chấp hành nó còn nghiêm chỉnh hành, nhưng mà em có làm gì sao đâu không, em thề như là nếu mà em biết biết được là em không, là em không có có biết sao em sai phạm rồi, nhưng bây giờ cho em xin lại tới ngày mai em còn đi làm nữa. Các anh không, các anh á thì nghĩ cho các anh, còn bây giờ tôi sao tôi đi làm theo tổ công tác, tôi đâu tiền đâu tôi ăn, đâu tiền đâu tôi ăn, nghĩ cho mọi người mới đi ra xử lý như vậy, bạn hiểu như vậy, nhưng mà giờ tiền đâu tôi ăn, tiền đâu tôi uống đó. Các anh thấy gì vậy? Thách đố. Nhưng mà em không biết, nhưng mà em lo đi làm cho em đâu có để ý về cái tin tức đâu mà em biết, cái ai nói cho em đâu. Tôi đi làm, tôi chính tôi đi làm mà mấy ông thách đố tôi hả? Mở ra. Đừng giỡn mặt nghe. Bây giờ cho em xin lại em đi về. Đừng giỡn mặt nghe. Đừng giỡn mặt cho tôi nghe. Rồi nhảy ra. Cái gì? Đem xe lên cho tôi, tạm giữ. Với trường hợp này là tạm giữ. Đi đây. Láo nháo. Hồi nãy nói cái gì? Láo bắt luôn. Tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã cho thôi nhiệm vụ trưởng ban phòng chống dịch COVID-19, phường Vĩnh Hòa và đang xem xét kỷ luật phó chủ tịch phường, người đã có câu nói rằng bánh mì không phải là lương thực. Lý do xem xét kỷ luật là vì có thái độ không đúng mực với người dân khi đang thi hành công vụ. Liên quan đến vụ việc này, ông Trần Văn Đông, bí thư đảng ủy phường Vĩnh Hòa cho biết người quay video và cho người giữ xe của anh công nhân đi mua bánh mì và nói rằng bánh mì không phải lương thực thực phẩm thiết yếu là ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa. Hiện tại thì phường Vĩnh Hòa đã phân công bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa làm nhiệm vụ trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 thay cho ông Trần Lê Hữu Thọ. Theo ông Đông, trước đây ông Thọ là cán bộ phòng quản lý đô thị thành phố Nha Trang và mới được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa được khoảng một năm.